Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là 14 tháng 2, mọi người đã chuẩn bị cho tình yêu của mọi người những món quà đặc biệt chưa? Còn riêng Lâm thì Lâm quen Quỳnh đã mười mấy năm rồi. Thật sự Lâm không biết chuẩn bị cho Quỳnh gì hết. Và đây chỉ là món quà đặc biệt của Lâm dành tặng cho Quỳnh cho ngày 14 tháng 2. Ok chưa? Tuyệt vời chưa? Trời ơi, bó bông này bà Quỳnh bà thấy là bà mê liền. Bà mê liền chứ ở đó. Trời đất ơi, tạo bất ngờ cho mẹ nha không. Mấy nay là Phiên ở với bà nội thôi, bà nội giữ Phiên thôi, là mẹ không có biết. Bây giờ sẽ tạo bất ngờ cho mẹ nha. Ba sắm Phiên vô không có ai quay clip cho ba hết trơn. Trời á, trợ lý rồi nó đi Valentine hết trơn rồi. Ngày hôm nay hai cha con mặc nguyên một áo cặp luôn để tạo bất ngờ cho mẹ nha. Bây giờ Phiên chờ ba một xíu nha, bà mở cửa đây. Xong rồi làm sao bà ẩm Phiên ra ta? Nhớ rồi, sao mà ẩm Phiên ra được ta? Ấy á, Phiên để chân ra đi, Phiên để chân ra. À, bà để hồi đó nha. Bà để hồi đó, ấy á. Ấy á, Phiên ở đó nha, ba đóng cửa lại á. Dạ. Ok. Vô nhà rồi. Vừa tới nhà rồi. Quà 4 tháng 2 cho mẹ đó, bưng vô đi mẹ. Bông á, bông tặng mẹ đó. Bông 14 tháng 2 tặng mẹ đó. Trời ơi. Dì ba hả? Trời ơi, đã không? Đã. Ủa? Trời ơi. Gì không? Không còn gì hả? Không, vậy là thôi rồi đó. Vậy thôi hả? Có Phiên là ok quá rồi. Trời ơi, quá đã. Chúc mẹ 14 tháng 2 vui vẻ nha. Không có gì đâu mẹ ơi. Thiệt hả? Không có. Nhi quay ba với mẹ giùm coi. Nhi đừng có bấm nha. Ok, thấy ba chưa? Ok. Nhỏ con gái được cái cởi đồ đó coi. Trời ơi, ba mày đẹp trai dữ vậy. Trời không? Ôi, mẹ xấu quá nhỉ. À, đây là Quỳnh, vợ của tôi. Thì hôm nay 14 tháng 2 là hả, mười mấy năm quen nhau Quỳnh? 12 năm. 12 năm là cái kỷ niệm. Đi vô quay ba con, đừng có tắt nha con nha. Là kỷ niệm. Là kỷ niệm hai chồng quen nhau cũng mười mấy năm rồi. Mà từ đó giờ tặng Quỳnh cái gì cũng tặng hết rồi. Hột son tặng chưa? Tặng rồi, tặng hột son nhỏ rồi. Chưa hả? Ủa, tặng ai mà hột son nhỏ? Quỳnh tặng em rồi mà. Tặng áo. Tặng cái đôi bông hay gì á. Hiền cưới hả? Ừ. Hiền cái lúc đám cưới mà. Vậy hả? Tặng bông chưa? Rồi. Bông hồng á hả? Ừ. Nhiều. Rồi món quà đặc biệt là tặng mấy đứa con. Như còn quay không con? Đúng rồi, quay cho ba nha. Tặng mấy đứa con. Còn bây giờ năm nay không biết tặng gì. Tặng em bó bông. Bó bông mà hả, quý giá với cuộc đời mình, đó là cu Phiên. Chúc em 14 hai vui vẻ. Cho nên một cái. Trời ơi, ông này thiệt tình luôn.
Trời ơi, ba mày thiệt tình luôn á. Gì vậy? Đã không? Không, ủa không còn gì nữa ha. Hết rồi, hết rồi. Mọi lần em còn làm bí mật cho em đó mà. Không, hết rồi, hết bí mật rồi. Xạo. Điên quá. Em chắc chắn là sẽ còn. Còn không? Còn. Thiệt á. Ê, ủa không phải. Ủa, cái nấm của cái này em tưởng đâu chứ nhở. Yeah. Thiệt á. Đây, tặng em. Ghê. Em của ba mày. Thôi chứ vợ chồng cái nay rồi bông hoa gì. Trời ơi, đám kiếm đâu ra này, ông bó con trai vậy. Trời ơi. Sao mặc 14 hàng đồ gớm vậy? Hả? 42 hàng mặc đồ gớm vậy? Ủa chứ có quà đâu mặc đồ đẹp. Trời ơi, chồng thì mặc đồ đẹp cũng chết, vợ mặc đồ thì ghê. Ủa có quà đi thì có mặc đồ đẹp. Ôi mẹ đây, mẹ đây. Ủa chích 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 bà. Trời ơi, su cà na thiệt luôn á. Trời ơi, ai mặc đồ đi phim đẹp vậy? Bà nội á. Hai cha con hả mua bộ đồ trời cặp với nhau đó. Ờ nói chứ hả chúc vợ yêu 14 tháng 2 vui vẻ nha. Mình quà cái gì nữa. Sống nhau vậy là tình nghĩa quá rồi. Em thích bông mà. Bông thôi thì báo bông đó, bông phin đó. Ok ok. Ok ok. Rồi, à, chúc tất cả các anh chị em, những cặp đôi đang yêu nhau 14 tháng 2 thật là vui vẻ, yêu nhau, thương nhau. Và sẽ tiến tới hôn nhân. Và sẽ có mấy những cục vàng đáng yêu như tụi tôi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yeah, bye bye. Chí đầu giờ, khoái mà. Sao em cứ ghẹn Miu hoài vậy? Cái gì? Em có đẹp bằng Miu đâu. Nè, cho nó lại nha. Em không đẹp bằng Miu. Em không giàu bằng Miu. Dây, đây con. Nhưng em là người vợ tuyệt vời hơn Miu. Miu. Em đi nhanh lắm. Ba mày cái đường cái lúc nào cũng nói đúng. Bực mình dễ sợ luôn á. Anh này, đây định chửi mà kỳ cục quá. Em đi quá. Em là gì đẹp bằng Miu? Em là gì quyến rũ bằng Miu? Em là người vợ tuyệt vời nhất, em hơn Miu. Anh mà còn đu đu Miu là em cho anh phụ mỏ. Gì? Em đang nói chuyện thật tình đó, anh nói lụa đen chuyện thiệt đó. Anh đang nói chuyện với Miu. Cái gì? Miu Miu Mi Miu Mi Mi. Ba mày bị mất bình tĩnh luôn rồi kìa. Mi Yu Mi. Thôi vậy thôi Quỳnh ơi. Ký đầu anh giờ. Tối không về nha. Anh không về hoài vậy. Tại vì anh đi quay với Mi Yu mà. Vậy thôi anh đi luôn đi. Điên khùng quá. Đi. Điên quá vợ con. Giỡn gì thâu gì hơn, giỡn hoài. Mệt ghê á. Bà xã tôi number one. Bà xã hứa yêu em quay đi mình em đến ngàn sâu. Dù cho sóng gió mình mạnh, tiếng anh luôn mãi dân cao. Cho dù biển lớn vẫn mãi mãi không cạn khô. Quyền mãi number one. Quỷ này, về đánh về kho hoài, mệt ghê luôn á. Ok. Mệt quá nha, cái gì hoài à. Mặt bự. Bị ở đây. Không đẹp bằng Miu. Mặt nhỏ hả, chắc ngon quá ha, ký rồi anh vợ á. Nhưng em có trái tim nhân hậu. Ba mẹ đang khen mẹ kìa Ben. Ben ơi, Ben ơi. Say. Hồi nữa chứ hồi á. Vô tặng mua bông tặng quà cho Miu đây. Hôm nay ngày là để ấy, mua bông tặng quà cho Miu. Ủa anh vừa tặng chị hoa này mà. Thôi nha bye bye nha mày ơi. Đi. Nay ngày Miu là cô giáo mà phải tặng bông Miu chứ. Nè vậy đi luôn đi nha. Đừng bao giờ điện thoại cho tôi nữa. Sợ. Lúc nào cũng vậy á. Đây nói chuyện thiệt mà chứ làm gì vậy? Cái gì cũng Miu rồi mua bông qua tặng Miu nữa. Đang nói chuyện đàng hoàng mà. Cái gì? Đang nói chuyện đàng hoàng á. Cái đó là bông tặng Miu thôi, còn em là anh tặng em trái tim nè. Sao được cái nát? Trái tim. Quỷ ghê á.
Thôi nó giỡn hoài mình đây thôi, bye bye á. Thôi bye bye mọi người đi. Ơi, em. Vậy cũng vừa điện hoài. Hey, hết chuyện. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.